បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមីស្ទ័រតារាមកអត់កញ្ចក់រົດជនជូនអតិថិជនទៀតហើយបាទគឺនេះគឺជារົດជនប្រុសដែលគាត់បែកលក្ខណៈផ្កាតាគួនគេហៅថាផ្កាតាគួនបែកប្រភេទហ្នឹងណាហើយបើយើងធ្វើវាបានស្អាតត្រឹមចិត្ត 100% cái chợ lan này chẳng bị ai bán đâu, tao hồ đọc 80% rồi, mình vốn nhưng còn đi tham bán này 70% lại bị bán đọc 80% chẳng hạn nào, business nam vẫn đang bắt đầu bị phơi hào vậy na, hay có xong ở con đò tới thị trường, sản phẩm control còn lòng mỗi chục mũi nâng đà ra chấm lên ở con chợ rồi chuẩn bị press ram, nên sẽ bán cam ở cái chợ rồi chuẩn đò tì gần lại, ở con chụp clip liền, bye bye.